Chị Như Sa thân mến, và theo như Trúc Giang được biết thì hiện nay ở Singapore có một ngành mà rất ít trường đào tạo, đó là ngành xây dựng. Như vậy thì không biết là các bạn du học sinh mà muốn theo học ngành này thì có khó khăn gì hay không trong việc lựa chọn trường ạ? Đúng là ngành xây dựng thì có rất ít trường được dạy ở tại Singapore. Và khi theo học ngành này thì các bạn cũng có thể là chọn học tại trường Nan Giang. Thì khóa kỹ sư xây dựng tại trường thì tập trung hướng cho sinh viên cái cách tiếp cận cũng như là sáng tạo trong cái việc là lập dự án và quản lý hiệu quả các khoản chi phí cũng như là tiến độ của dự án, trong khi là đạt được những cái tiêu chuẩn về an toàn, các yêu cầu về cái môi trường cũng như là những cái quy định khác. Và sinh viên sau khi tốt nghiệp thì sẽ vững vàng cả về lý thuyết lẫn khả năng thực tế để có thể là tự tin tìm được một cái công việc trong ngành xây dựng và kinh doanh sau này. Với cái khóa học tại trường thì thời gian học đó là 24 tháng với mức học phí đó là 17.000 đô la sinh. Điều kiện thì các bạn phải hoàn thành lớp 11 và điểm IELTS phải là từ 5 chấm. Chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com.